Phương. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Sườn TV 123. Hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 12 2022, Cường đến đây là 8:50 sáng. Hiện tại Cường đang đứng ở bùng binh đài phun nước đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Quý vị có thể nhìn thấy hiện tại ở bùng binh dòng xoay cây liễu này đã trồng hoa xung quanh cái bùng binh đài phun nước rồi nha mọi người. Đây hoa rất là đẹp. Ngày mới Cường mến quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe an lành và gặp mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hôm nay Cường đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem về cái tình hình ở bên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cường thấy người ta đã dựng sân khấu rất lớn tại đó cho chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2023. Cường mời quý cô chú anh chị và các bạn vào xem video clip này nhé.
xin phép tạm dừng video tại đây. Em biết cô chú, anh chị và các bạn video mới tiếp theo luôn. Bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình yêu tôi.